duy trì phần tâm linh để chiếu sáng lên tất cả. Trên đời này không có gì quý hơn là đạt đến trình độ đồng nhất với Thượng Đế. Giả sử quý vị thành chúa tể của toàn thế giới, vậy rồi sao? Quý vị sẽ ăn ngày 6-7 bữa rồi phát phì hay sao? Lúc đó quý vị sẽ có những rắc rối khác, sẽ phải đi hút mỡ hay kiêng ăn, tập thể dục và đổ mồ hôi mà chưa chắc đã có kết quả tốt. Và giả sử quý vị trở thành tổng thống một quốc gia, rồi sao chứ? Chúng ta sẽ có được gì? Chúng ta vẫn đi ra tay không mà thôi. Làm việc kiếm tiền và gắng sức để thành công cũng tốt, miễn là chúng ta làm những điều này như là chơi thể thao. Ví dụ như nếu bước ra sân banh hay sân bóng rổ, chúng ta phải chơi hết sức mình, nhưng không có nghĩa rằng đây là điều duy nhất chúng ta cần làm trong thế giới này. Chỉ là nhân tiện mà thôi. Nếu không nhớ điều này, cho dù có ngồi thiền bao lâu, chúng ta cũng không có thể nghiệm. Những người có thể nghiệm cũng phải tự nhắc nhở mình, đừng quá hãnh diện hay giải đãi, bởi vì đường còn rất xa. Luôn luôn có những trình độ cao hơn, không có kết thúc, không có nóc cho sự chứng ngộ. Không phải là quý vị lên đến đỉnh rồi chấm dứt, không phải như vậy. Luôn luôn sẽ có thêm niềm vui, thêm chân phúc chờ đợi chúng ta tại mỗi chặng đường, tại mỗi đẳng cấp của tâm thức. Cho nên chúng ta phải tiếp tục, và điều này đáng cho chúng ta sống để làm. Bằng không, cho dù chúng ta sống thêm 100 năm nữa rồi sao? Ăn, ngủ và xem truyền hình, chỉ vậy thôi, không có gì nhiều để làm. Đôi khi ở đây rất chán. Cho nên, thật ra khi quý vị cảm ơn tôi nghĩ tôi rất xứng đáng. Bởi vì tôi đã dạy quý vị vài cách để giết thời giờ trong thế giới nhàm chán này. Giả sử quý vị không có thiền định thì sẽ chán tới mức nào? Và nếu chúng ta không thể quân bình đời sống của mình giữa tâm linh và vật chất thì phải bỏ một trong hai. Cho nên sự chọn lựa là tùy quý vị. Dĩ nhiên là chúng ta nên luôn luôn chọn sự tiến bộ tâm linh hơn là lợi lộc về vật chất. Nhưng tôi sẽ không bắt buộc quý vị phải chọn cái này hay cái khác. Tôi chỉ có thể nói với quý vị về những hậu quả. Tiền bạc và danh vọng là những công cụ rất mãnh liệt mà ma vương sử dụng để phá hoại khát vọng tâm linh của chúng ta. Cho nên, hãy cẩn thận. Master Thanh Hải vừa từng sư khai thị tại Thiền tứ quốc tế thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 12 năm 1997, nguyên văn tiếng Anh, băng thâu hình số 604. Lời pháp cam lồ. Thế giới này sẽ không còn điều ác nếu chúng ta thật sự chỉ biết có Thượng Đế, nghĩ về Thượng Đế, nói về Thượng Đế và chỉ làm những công việc của Thượng Đế. Và nếu điều ác có hiện hữu chăng nữa thì cũng không thành vấn đề. Vấn đề là chúng ta không thường xuyên tưởng nhớ đến Thượng Đế ngoại trừ lúc chúng ta đau khổ. Nhưng không sao, ít nhất là chúng ta cũng tưởng nhớ đến Ngài trong cơn hoạn nạn. Nhưng nếu chúng ta khai ngộ, Thượng Đế sẽ luôn luôn ngự trị trong ta, nhắc nhở chúng ta về Ngài. Thật vậy, thế giới này rất điên rồ. Khắp mọi nơi, chỗ nào cũng có chuyện gì đó xảy ra. Nguồn duy nhất cho chúng ta tin cậy đó là sức mạnh tâm linh mà chúng ta có được từ sự tu hành, từ lòng tin chứng tỏ chúng ta thấy nó rất là hữu hiệu. Cho đến nay, bất cứ ai đã tu hành chăm chỉ kể từ ngày thọ tâm ấn sẽ thể nghiệm được lực lượng che chở này từ đấng tối cao. Nó cũng ở trong chúng ta, bởi vì Thượng Đế ngự bên trong quý vị, Phật tính tại tâm của quý vị. Mọi kinh điển tôn giáo đều đề cập đến điều này. Kinh sách chứa đựng thể nghiệm của những người tu hành khai ngộ thời xưa. Cho nên, dù nó đã có 1.000 năm trước, bây giờ chúng ta cũng có thể xác minh bằng sự chứng ngộ bên trong của chính chúng ta. Bất cứ những gì nói trong kinh thánh, chúng ta đều được hiểu rõ ràng vì chúng ta tu Pháp Quán Âm. Phải mất hàng ức niên kỷ trước khi chúng ta có được cơ hội biết đến pháp môn Quán Âm. Nếu chúng ta không trân quý cơ hội này, thì dù cho Thượng Đế có đến, cũng không cứu nổi chúng ta. Thật sự là như vậy.
Chỉ khi nào chúng ta thật sự thành tâm thì Thượng Đế mới mang đến cho mình con đường thích hợp nhất. Câu hỏi đây không phải là vị thầy đó tốt hay là không tốt, mà chỉ có một câu hỏi duy nhất, đó là người học trò đó tốt hay không tốt mà thôi. Nếu chúng ta chưa sẵn sàng, nếu chưa thành tâm thật sự tìm kiếm vị tối cao, thì chúng ta sẽ gặp những vị thầy đủ mọi đẳng cấp, ngoại trừ vị có đẳng cấp cao nhất. Thành ra câu hỏi là do ở mình, cho tới khi quý vị biết mình đang thật tình tìm kiếm một vị thầy tối cao. Nếu không, quý vị cũng chỉ kiếm được thần thông hay chỉ tò mò muốn biết. Cứ từ từ và tự hỏi lòng mình. Tôi biết chắc chắn quý vị đang đi đúng đường. Nhưng sự chắc chắn của tôi không có ích lợi gì nếu đó không phải là sự chắc chắn của quý vị. Nếu quý vị tin tôi, thì tôi nói 100% nhân danh Thượng Đế rằng quý vị đang trên con đường tốt nhất. Nhưng phải là quý vị mới được. Quý vị phải tin tưởng chính mình, tin vào trực giác của mình, trí huệ của mình, lòng thành của mình. Lúc đó thì sẽ biết nó đúng hay sai. Tôi không sinh ra đời với vàng bạc, cho nên sẽ không lìa đời với vàng bạc. Những gì ta có là của quý vị của thế giới. Như là lấy ở chỗ này đem đi cho chỗ kia. Mỗi người trong chúng ta cũng tương tự như vậy. Chúng ta lấy nước ở dưới sông đổ vào trong bồn, rồi bồn phân phối nước đi khắp cả làng hay thành phố. Chúng ta nên sống ở đời giống như bồn nước. Những gì chúng ta có là để phân chia cho người khác. Chúng ta chỉ là người tiếp nhận. Do đó, tôi có thể có rất nhiều tiền, nhưng không bao giờ nghĩ là tôi có tiền. Cách này rất là thoải mái. Quý vị không lo lắng vì không nghĩ rằng đó là của mình. Thành ra, dù nó có ở đó hay không có ở đó đi nữa, cũng chẳng hề gì. Lý do mà chúng ta giúp đỡ những người khác là để nâng cao bầu không khí yêu thương ở thế giới này. Bởi vì chúng ta muốn nâng cao năng lượng của thế giới này lên một cách tượng trưng và tâm linh. Mang và khuếch trương bầu không khí thương yêu vào trong hành tinh của chúng ta để thế giới của chúng ta được tốt đẹp hơn và tình thương giữa các láng giềng và tình thương vô điều kiện giữa mọi người càng ngày càng gia tăng. Đây là ý nghĩa thật sự của bố thí. Một người tu hành theo phương cách của tình thương, hướng về ánh sáng và âm thanh nội tại thì đương nhiên phát triển được tình thương và trí huệ. Cho nên, nếu như chúng ta tu hành theo phương cách của tình thương thì chúng ta nên làm mọi việc với tình thương. Và mọi điều xuất phát từ tình thương đều tốt đẹp một cách tự nhiên và hoàn hảo. Nếu quý vị làm bất cứ điều gì chưa được hoàn hảo hoặc chưa được tốt đẹp thì quý vị biết tình thương của mình chưa được hoàn toàn phát triển. Quý vị chưa hoàn toàn dùng hết năng lực tình thương bên trong của mình và đó là cách phản ảnh biết được chúng ta tiến bộ hay chưa tiến bộ. Hãy nhớ thiền quán âm theo đúng tỷ lệ. Quán âm thanh là để rửa. Có người cứ ngồi đó không làm quán âm, như thế thì không thể tiến bộ nhanh được. Cũng phải nhớ kiểm điểm tư tưởng của chính mình. Nếu quý vị kiểm điểm tư tưởng thì sẽ không có lời nói xấu, không có hành động xấu. Một ý nghĩ hiện lên là kiểm liền thì nó sẽ không biến thành lời nói hay hành động. Cho nên tư tưởng rất là quan trọng. Đừng nghe theo đam mê những tư tưởng của đầu óc. Quý vị hãy nhắc nhở lẫn nhau. Giới luật bắt đầu từ tư tưởng. Sự thanh khiết bắt đầu bằng tư tưởng. Vậy hãy kiểm soát sự suy nghĩ của chính mình. Tiến vào thế giới chân thật. Nhiều khi những cái khổ trong đời sống của con người làm cho chúng ta sinh tâm nhàm chán, rồi chúng ta mới buông bỏ được những ham mê vật chất. Chứ nếu không, thì chúng ta không thể nào chán hết. Chúng ta không biết được rằng cảnh giới bên trong là cảnh giới cao, đẹp đẽ đến mức nào, mà chúng ta chỉ thấy cảnh giới này thôi. Rồi nói bỏ, làm sao chúng ta bỏ được, hiểu chưa? Trừ khi cảnh giới này quá đau khổ, làm cho chúng ta bị vùi dập, thương tâm rất nhiều, từ đó chúng ta mới thấy khát vọng. Có một câu hỏi trong đầu, có thế giới nào đẹp hơn thế giới này không? Trường tồn vĩnh cửu hơn không? Rồi lực lượng của vũ trụ mới đưa cho chúng ta một tia hy vọng,
cho gặp một vị hướng đạo nào đó có thể hướng dẫn chúng ta đến một thế giới cao đẹp hơn. Cho nên, nhiều đau khổ cũng là một sự gia trì của trời đất. Nhiều khi một vị minh sư thân thể vô thường như vậy cũng rất là tốt. Tại vì nếu một vị minh sư sống hoài, nhiều khi chúng ta ỷ lại, hạ ý thức của chúng ta ỷ lại. Ấy già, bữa nay không gặp thì mai gặp, mai không gặp thì mốt gặp, mốt không gặp thì tháng sau gặp, tháng sau không gặp thì năm sau gặp. Còn ở đó hoài hoài, không chết đâu mà sợ. Rồi, chúng ta không có khát vọng, không thành tâm muốn tìm vị thầy bên trong của mình. Cứ ỷ lại vào ông thầy bên ngoài, cho nên đời sống tâm linh của chúng ta không có tiến bộ. Quý vị hiểu không? Thành ra nhiều khi sư phụ ít đến như vậy đối với quý vị cũng là chuyện tốt. Thành ra quý vị thấy Thượng Đế an bài cái gì cũng tốt cả, nhưng mà nhiều khi trong sự an bài đó, theo ý niệm phàm phu của chúng ta thì không vừa ý. Rồi chúng ta nói, trời ơi, nếu như tôi là Thượng Đế, tôi làm khác liền. Mà tôi một lát làm lộn xộn hết, nhiều khi chúng ta chê Thượng Đế làm không đúng, mà thật ra chỉ vì chúng ta không biết chân lý mà thôi, không biết cái cách đúng của Thượng Đế, tại chúng ta chỉ nhìn bên ngoài mà không nhìn bên trong. Đời sống của thế giới này chỉ là cái bóng trải ra của thế giới thật, cho nên khi chúng ta ngồi thiền mới cảm thấy sung sướng. Chúng ta thấy thế giới không có tai nạn, không có gì động chạm tới mình hết, thấy thân thể cũng mất tiêu luôn. Đó là vì chúng ta đã xâm nhập vào thế giới thật của tạo hóa rồi. Thế giới hoàn mỹ không có một khuyết điểm nào cả, không có đau khổ gì cả. Đau khổ là tại vì chúng ta ở thế giới giả. Cũng giống như vậy, ở đâu cũng là thế giới Phật, phải không? Cho nên quý vị ngồi ở trong phòng tắm cũng thấy cảnh giới của Phật hiện ra, thấy thế giới này là cảnh giới Phật. Tâm tịnh là quốc độ tịnh là vậy đó. Cho nên quý vị thường thường chưa tu hành, hoặc là chưa nhập vô trong cảnh giới đại định, hoặc là cảnh giới trang nghiêm, thì quý vị chỉ thấy bên ngoài mà thôi. Khi mà tu hành hoặc lúc nhập định thì chúng ta thấy cảnh giới bên trong luôn, phải không? Bên ngoài thì mình biết cảnh bên ngoài là cái bóng của cái cảnh giới thật, mà bên trong thì thấy được cảnh giới thật đẹp đẽ vô ngần, ngồi đâu cũng là cảnh giới thật cả, cho nên mới nói Phật tại tâm. Cho nên chúng ta còn chấp nhất vô một cái gì, dù không ai trách cứ gì, không ai chửi bới gì. Phải biết rằng trình độ của chúng ta chưa cao để tự nhận xét chính mình, tự kiểm soát để mà tiến bộ lần. Những khuyết điểm phải cắt bớt, vậy thôi. Chúng ta tự làm thầy chính mình, chứ đâu có ai làm thầy cho mình bây giờ. Trích từ bài khai thị của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trong buổi cộng tu tại Los Angeles ngày 4 tháng 4 năm 1993, nguyên văn tiếng Âu Lạc. Lời pháp cam lồ. Đừng nên tán thán, như vậy là đầu độc nhau. Nó sẽ gây cho đẳng cấp người khác bị tuột xuống. Làm như vậy sẽ tạo nên nghiệp chướng. Nếu chúng ta tham lam tài sản của người khác, cũng giống như nhận lấy nghiệp chướng của người đó. Khi chúng ta thương một người nào, chúng ta làm cho người đó vui vẻ, chúng ta lo lắng và bảo vệ cho người đó, như vậy mới thật sự là lòng thương cao quý. Nếu chúng ta muốn người đó để ý đến chúng ta, hay chúng ta làm phiền hoặc làm cho tâm trí người đó phải khổ não, thì đó không phải là tình thương mà là sự hận ghét. Chúng ta phải tìm được ái lực bên trong của chúng ta trước khi chúng ta có thể thật sự thương những người khác. Muốn nói người khác, chúng ta trước hết phải làm được. Nếu không, thì chỉ là những lời nói trống rỗng, không có ai nghe. Vào giây phút quý vị kiêu hãnh hoặc nghĩ là mình đặc biệt, quý vị thoái bộ rất nhanh. Nếu chúng ta vẫn nghĩ đến việc bảo vệ danh tiếng của mình, hành vi của mình để người ta nghĩ rằng chúng ta tốt, vậy thì ngã chấp của chúng ta vẫn còn rất lớn. Nếu chúng ta thật sự không ràng buộc vào bất kỳ sở hữu, danh vọng, tên tuổi nào trong thế giới này, thì mọi thứ thật sự đến với chúng ta.
Nhưng một khi chúng ta nô lệ cho bất cứ thứ gì trên thế giới này, thì chúng ta sẽ mãi mãi chạy theo chúng, rồi tinh thần kiệt sức, rồi đủ thứ vấn đề sẽ đến với chúng ta, mà không nhất thiết là chúng ta sẽ đạt được điều gì. Thật sự là vậy đó.